Sáng ngày 31 tháng 7, Ban chỉ đạo hè phường Phú Liễn tổ chức chương trình truyền thông sức khỏe thanh niên, vị thanh niên và phòng chống xâm hại trẻ em. Tới dự có lãnh đạo quận đoàn, bà Phạm Thị Thu Hà, trưởng phòng dân số, truyền thông và giáo dục sức khỏe trung tâm y tế quận đã cung cấp cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các em thiếu niên trên địa bàn phường những kiến thức về kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên, vị thanh niên tình bạn khác giới và tình yêu, các biện pháp tránh thai, kiến thức về giới tính và tình dục an toàn, không quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên để tránh mang thai ngoài ý muốn, hậu quả của não phá thai, kỹ năng sống và một số vấn đề về xâm hại trẻ em. Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là vấn đề mà xã hội rất quan tâm. Tình trạng quan hệ tình dục sớm, tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục ở lứa tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc tổ chức truyền thông về vấn đề này là rất cần thiết, qua đó nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các em thiếu niên trên địa bàn phường những kiến thức kỹ năng cần thiết, nhận diện được tình huống mà các em đối mặt để bảo vệ bản thân trước xâm hại tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên, quan hệ tình dục trước hôn nhân.